ta, ngay ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ những người cũng đang yêu, đã yêu và những người rất hạnh phúc trong ngày hôm nay. Đó là ba thí sinh của chúng tôi. Bây giờ xin mời quý vị hướng về màn hình xem họ sẽ giới thiệu về mình như thế nào. Xin mời. Em xin, em đứng một mình vẫn xinh, ôm gấu bông em sẽ giống minh tinh. Chán gấu rồi, ra tạo dáng bên vườn hoa nhà mình. Chúc mừng sinh nhật Tường Vy. Chúc mừng sinh nhật bạn, chúc sinh nhật vui vẻ. Thí sinh thứ hai, áo đỏ bên cầu thang, áo vàng bên cây cảnh, áo xanh xuống biển Vũng Tàu. Nói tóm lại, áo nào cũng dễ thương. Chúc mừng sinh nhật Quý Vy Hằng. Chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Thí sinh thứ ba, tạo dáng chuyên nghiệp hơn cả búp bê, đứng bên mai vàng duyên dáng khỏi chê. Tết về sum họp chồng con đề què. Chúc mừng sinh nhật Thanh Thi. Xin chào cô gái xinh đẹp của tôi. Bạn quê ở đâu? Dạ em sinh quê ở Bình Định. Bình Định hả? Bây giờ bạn vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc rồi. Dạ. Bạn làm việc ở đâu? Dạ hiện em đang công tác tại công ty cổ phần Đài Loan Hoa Sen. Bạn thấy thành phố Hồ Chí Minh như thế nào? Rất là vui, rất là năng động. Và bạn cũng là một người năng động nhưng có vẻ hơi hiền đúng không? Dạ. Hôm nay bạn đến phim trường với ai? Dạ cùng với những người bạn và gia đình của em. Những người bạn và gia đình của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn nha. Cảm ơn anh ạ. Xin chào. Chào anh Bùi Linh. Bạn có biết là ngày gì không? Ngày Valentine. Ngày tình yêu. Dạ. Có ai tặng hoa hồng chưa? Dạ. Nhận rồi đúng không? Vậy thì quá hạnh phúc rồi. Chúc bạn nhiều may mắn. Bạn hôm nay đến được với ai? Dạ, mang đến với gia đình và bạn bè của. Gia đình và bạn bè của bạn. Chúc ngày tình yêu thật là hạnh phúc. Hôm nay bạn đến hiện trường với ai? Hôm nay tôi đến hiện trường với các bạn và gia đình. Các bạn gia đình của bạn và có ông xã không? Dạ không. Tại sao ông xã hôm nay không đưa bạn đi? Dạ, nay ông xã có công chuyện rồi. Có công chuyện? Dạ. Con có đến không? Dạ có. Đúng rồi, có con về hạnh phúc rồi. Dạ. Ngày xưa, bạn có nhớ ngày Valentine đầu tiên của bạn? Khi có tình yêu, người yêu của bạn tặng bạn gì trong ngày Valentine? Tặng hoa. Hôm nay bạn đến trường với cả gia đình của bạn. Dạ. Gia đình và bạn bè của bạn. Chúc bạn thật nhiều may mắn. Dạ, cảm ơn người lần. Ngày Valentine tuyệt vời và xin chúc tất cả mọi người một ngày Valentine hạnh phúc thật là phúc. Và chúng ta sẽ bắt đầu với giải thưởng 30 triệu đồng của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Quang chào đón tất cả quý vị và các bạn đến với vòng 1 của chương trình Chúc mừng sinh nhật. Bây giờ thì ba thí sinh đã sẵn sàng. Ba thí sinh sẽ đến với ba câu hỏi đầu tiên để đi tìm giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Đầu tiên chương trình sẽ tặng cho mỗi thí sinh âm 5 điểm làm quà may mắn. Chúc các bạn may mắn. Bắt đầu, vị khách mời đầu tiên. Hi. Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Chúc mừng sinh nhật. Hiện nay thì Bích Huyền đang ở tại sân khấu kịch Sài Gòn để tập một vở kịch mới với các chị em diễn viên. Và đố quý vị khán giả là năm nay Bích Huyền bao nhiêu tuổi? Diễn viên Bích Huyền hiện đang diễn tại sân khấu Sài Gòn và cô cũng công tác tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong các chương trình như dự báo thời tiết. Rất thường xuyên gặp Bích Huyền. Và năm nay Bích Huyền bao nhiêu tuổi? Xin mời chúng ta đưa ra số dự đoán. Mấy? 20 mấy? 20 mấy các bạn? 26? 28? Rất nhiều con số. Hai người 27, một người 26. Ai muốn thay đổi không? Chứ không biết ai là đúng sai hết. Rồi, người 26, người 27, người 28. Để xem Bích Huyền hôm nay bao nhiêu tuổi nha. Xin mời Bích Huyền. Huyền sinh năm 1980, năm nay Bích Huyền 29 tuổi. Tôi tin rồi nhưng mà còn tin lắm á. Wow. 29 tuổi. Nghĩa là ba thí sinh và Bùi Linh đoán sai hết. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 2. Xin chào các bạn.
trong chương trình chúc mừng sinh nhật. Tôi là Bồ Sơn Tuấn Hùng, người đã gây dựng nên hai ngôi sao ca nhạc, đó là ca sĩ Đan Huy và ca sĩ Tiên. À mà đó chỉ là các nhân vật trong bộ phim Flop và Người Đẹp của nữ đạo diễn Hồng Ngân mà thôi. Tôi là người mẫu Lan Ngọc Di, các bạn đón thử xem tôi năm nay bao nhiêu tuổi. Tuy nhiên cũng có một gợi ý nho nhỏ cho các bạn đây. Tôi đã vô nghề 11 năm rồi, nhưng các bạn đừng có đoán mình già quá kẻo sai đó nha. Người mẫu Lan Ngọc Duy, rất lâu anh không xuất hiện ở trên sàn diễn người mẫu, nhưng anh đã tham gia Tinh Vực Điện Ảnh và đó là niềm đam mê của anh. Hy vọng rằng sắp tới Lan Ngọc Duy sẽ có nhiều vai diễn xuất sắc. Chúng ta đón xem Lan Ngọc Duy hôm nay bao nhiêu tuổi. Số mấy? 30. Mấy? 32. Tường Vi 30, bạn Hằng 34, 33. Để xem. Xin chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Duy cũng không muốn để các bạn đợi lâu nữa đâu. Mình xin trả lời luôn, Lan Ngọc Duy năm nay 27 tuổi rồi. Xin chào các bạn. Tài hết. Em thi và ba thí sinh chặt lắc hết. Hy vọng ở câu số 3 này. Xin chào tất cả quý khán giả và tất cả các thí sinh của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ly sinh ra tại Hà Nội và qua nước ngoài sinh sống với gia đình vào năm 3 tuổi. Và vào năm 17 tuổi thì Ly trở thành người mẫu. Vậy thì các bạn có thể đoán tuổi của Ly năm nay là bao nhiêu không? Chúc các bạn may mắn. Đây là ca sĩ Natalie. Chàng trai có tên rất đặc biệt này đã sinh ra trong một gia đình ngoại giao, nhưng anh lại đi một hướng khác, đó là ca sĩ và sáng tác. Chúng ta đoán xem ca sĩ Natalie năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy? Sinh năm mấy? Mấy tuổi? Bạn Thi là 23, bạn Hằng là 27, bạn Tường Vi 26. Có thể muốn thay đổi không? Ai muốn thay đổi không? 25, 24, 25, 27. Có ai thay đổi gì nữa không? Và chúng ta kết thúc ở câu hỏi số 3 này. Xin mời. Vâng, thưa các bạn, Ly trở thành người mẫu vào năm 17 tuổi, đó là vào năm 2000. Và năm nay là năm 2009. Vậy thì Ly 26 tuổi. 26. Lại một lần nữa, cả ba dân chúng ta vẫn sai hoàn toàn. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc ở vòng 1. Cùng nhau chúc mừng cho người thắng cuộc ở vòng 1, đó là bạn Tường Vi. Chúc mừng bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Nếu như vòng 2 các bạn đoán chính xác, các bạn sẽ nhận được âm 10 điểm, một số đất rất là có giá trị để các bạn đủ điểm bước vào vòng đặc biệt để nhận giá trị giải thưởng là 30 triệu đồng. Ở vòng 2 có 2 câu hỏi nhưng rất khó. Chúng ta hãy tập trung hết sức mình vào nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên ở vòng 2. Quốc Huy, Hà My. Xin chào, xin chào chương trình chúc mừng sinh nhật. Quốc Huy và Hà My rất là vui thích tham dự chương trình này. Các bạn ơi, các bạn thử đoán xem Quốc Huy và Hà My tổng số tuổi của hai vợ chồng là bao nhiêu nhé. Hà My bật mí các bạn nha. Quốc Huy và Hà My vừa tròn kỷ niệm cưới 20 năm. Đây là đôi vợ chồng rất là dễ thương. Một người là trang điểm chụp hình, một người là chụp hình cho các cô người mẫu như các diễn viên. Nhưng mà khán giả đưa ra số dự đoán. Mấy? 81. 87. 84. Mấy? 88. Rồi xin mời. Một người 82, một người 86, một người 90. Có ai muốn thay đổi không? Chúng ta sẽ biết kết quả ngay bây giờ. Xin mời. Các bạn ơi, các bạn có chờ quá lâu không ạ? Tổng số tuổi của Quốc Huy và Hà My là 88 tuổi. Nghĩa là vẫn là sai, vẫn là sai. Sai lầm vẫn là em. Câu hỏi thứ hai của vòng 2. Xin mời. Minh Phương của Nhà Limited và tất cả các thành viên xin trân trọng kính chào cho tất cả các bạn. Và hôm nay Hoài Phong và tất cả các thành viên trong nhóm sẽ có một câu hỏi rất là thú vị dành cho các bạn, đó là tổng số tuổi. Số 8. Và số thứ hai. Số 8 luôn.
Bạn đã đặt vào hai ô số 8 và con số 12 nằm ở giữa. Nếu như vòng quay dừng ngay đó thì bạn có cơ hội đánh 20 triệu đồng. Bây giờ bạn nhớ lại vòng quay của mình như thế nào. À, quay mạnh hay quay nhẹ, quay sao mà đúng ngay chỗ đó. Trước khi quay thì bạn có thể phát biểu cảm nghĩ trong ngày hôm nay. À, được tham gia chương trình này thì em rất vui và hạnh phúc, và bây giờ thì cảm thấy rất là hồi hộp, cho nên là rất mong được sự ủng hộ và cổ vũ của mọi người. Khán giả cổ vũ bạn rất nhiều. Vẫn còn một cơ hội nữa, nếu như bạn không quay, bạn thấy rằng là hai vòng quay vừa rồi không may mắn, thì bạn sẽ chọn hình thức là chọn hộp quà vẫn có giải thưởng. Một hộp trị giá 5 triệu đồng, một hộp trị giá 1 triệu đồng và một hộp là những tràng pháo tay khán giả. Tùy bạn quyết định quay hay là chọn hộp quà. Dạ, quay ạ. Quay. Dạ. Nếu chọn hộp quà, bạn sẽ chọn hộp nào? Màu đỏ. Màu đỏ đó hả? À, nếu chọn hộp màu đỏ đó. Còn quay, và bây giờ bạn quyết định quay. Dạ. Xin mời bạn, vòng quay thứ 3, bắt đầu. Nguyễn Thị Tường Vi đến từ Bình Định, thành phố Quy Nhơn, năm nay 25 tuổi. Bạn đang quay vòng quay thứ 3 để nhận giải thưởng trị giá là 20 triệu đồng của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Giờ đây thì khán giả đang rất hồi hộp chờ đợi xem vòng quay sẽ dừng lại ở con số nào đây. Con số 12 hay là thẻ may mắn? Qua rồi bạn ơi, đã đi qua, qua nữa, qua, qua nữa, qua nữa và qua nữa, tiếp tục qua. Nghĩa là bạn đã có giải thưởng là 3 triệu đồng, không trúng số của bạn. Quý vị thân mến, vòng 3 đã khép lại chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và một lần nữa chúng ta cảm ơn thí sinh đã đến đây tham dự chương trình, cũng như các bạn sẽ nhận được những phần quà giá trị 2 triệu đồng và 3 triệu đồng. Bây giờ đây thì chúng ta phải nói lời chào tạm biệt và xin cảm ơn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với công ty Việt Ba Media đã thực hiện chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.